Chào mừng các bạn đến với kênh Lưu Phong TV. Thì mình chỉ cho các bạn cái một cái mẹo ha, để mà giữ cám được lâu và tránh được những con kiến mà ưa ăn ha. Thì đối với cái dòng dòng cám mà cho dòng ăn này nè, bạn để ôm gói này, các bạn bảo quản đó, các bạn bảo quản như thế này thì con kiến ghiện hoặc con kiến kim nó sẽ đục những cái lỗ mà nó chui vô, nó ăn những cái hạt cám này. Tại vì cái hạt cám này á là nó chất dinh dưỡng của nó nhiều lắm, cám thái này nè chất dinh dưỡng nhiều, cho nên kiến nó bò vô nó ăn. Thì mình đã cũng đã bị một cái trường hợp là một lô 10 gói như thế này đó, mình bỏ như thế này là mình bỏ lên cái kệ, chắc là mình bỏ lên cái kệ, con kiến nó ăn vô nó đục hết trơn những cái lô cám này nó ăn. Thì mình bắt lượng kiến ra ha, các bạn mất thời gian mà cám nó mất chất lượng luôn ha. Thì đối với những các bạn mà tránh cái trường hợp này thì mình có sử dụng lại những cái keo mà cám của như thế này, cám hiệu gì cũng được, nhưng mà đối với những cái keo này á, ở phía trên nắp á nó sẽ có một cái miếng giấy để mà kín hơi là thứ nhất nè, không có đi hơi cám, không có bị con kiến hay con gì bò vô. Và ở phía trong cái keo á, ở trong keo này nó có cái một chống hút ẩm đó, bảo quản cái hạt cám luôn. Tại vì ở trong cái cám này á, trong cái bịch cám này thì nó lại không có những cái gói hút ẩm như thấy các bạn, không có gói hút ẩm, cho nên là mình phải cắt ra thì mình sử dụng ha. Rồi thì mình sẽ bỏ vào, thì đây là một cái mẹo mình hướng dẫn cho các bạn cùng xem. Đây thì nói chung là hạt nào bịch nào mình cũng bỏ vô cái keo hết. Thì cái gói này thì nó lại 400 g, 400 g một gói, thì mình bỏ vô keo nửa ký thì mình nhớ không làm như nó không hết thì sao á. Là cái hạt cám thì to, mà cái keo này lại đựng cái cám nhỏ thì là đủ nửa ký đó. Mình phải dậm như vậy nè cho nó cám dẻ xuống rồi bỏ vô, không hết đâu. Bịch này 400 g mà keo này lại nửa ký thì lại không không hết, lạ gì đó. Đây nè, keo này là 500 g, nhưng mà mình đựng cái viên cám mà mình làm này nè, mình dọng 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 vậy này, nó lại dẻ xuống, mình cân thử nó lại đựng được 600 g. Còn đối với cám nhồng này thì nó lại hột bự, nhưng mà nó đựng lại là không được 500 g. Thấy các bạn đó. Đây là cái cách mà bảo quản cám nè, cũng rất là hay, tránh những cái con kiến hoặc con vật gì đó nó chui vô chuột hay gì đó ăn. Đây là cũng có gói hút ẩm luôn. Thì đây là cái mẹo nữa mà các bạn biết ha, mẹo hay mẹo nhỏ thôi. Rồi một bịch mình biết là không đựng hết rồi đó. Bịch này đi. Đó, con nhồng nhà mình nó nói dữ lắm. Làm khi giữa trưa mà mình đang ngủ mà nó hỏi có ai nhà không, mình cũng hết hồn, mình ngồi vậy mình coi có ai không. Mình phải dọng keo xuống cho nó dẻ xuống ha, cho đựng nhiều cám hơn chút. Ăn là không hết rồi, hột cám lớn, hột cám to mà. Đối với con viên mà cám tròn tròn, thứ con nhồng này hiện nhồng nó ăn nó dãy lắm, văng lắm, văng ra ngoài cái lồng chim. Thì các bạn đã từng những chú nhồng mà ăn mà văng ngoài thì các bạn comment ở dưới video ha, các bạn nào thấy là cách hay mà chị những cái con chim mà nó ăn văng bươn vải á, thì bạn để lại comment ở dưới ha, mình xem biết không ai có bị tình trạng đó không. Rồi thì video đến đây mình kết thúc ha, mình với mẹ chỉ mẹo như vậy thôi ha.
Còn những đống cám này thì mình sẽ kiếm được cái hộp khác, mình kiếm cái nãy giờ mình kiếm không có đủ hộp rồi, cho nên mình sẽ đi tìm cái hộp. Rồi cái video mình kết thúc ha, các bạn nhớ đăng ký kênh mình ủng hộ mình nha. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video mình cho các bạn khác cùng xem, để lại bình luận ở dưới video để mình rút kinh nghiệm mình làm video hay hơn các bạn xem nha. Rồi bye bye các bạn.